Nghĩ là mập hay ốm nó không quan trọng bằng việc sống hạnh phúc. Và Thanh đang sống rất hạnh phúc. Thì điều đó là nó lớn hơn tất cả mọi thứ. Được lời như cởi tấm lòng, lát về nhà ăn nữa nè. Chỉ có những cái người mà đang sống hạnh phúc mới thấy được người ta đang sống hạnh phúc. Trường gia cũng đang sống hạnh phúc. Với những người không hạnh phúc, luôn luôn soi mói người ta, chúng ta sẽ thấy được họ chưa hạnh phúc. Không sao, vì chúng tôi vẫn hạnh phúc. Nên không quan tâm đến những người chưa hạnh phúc. Tôi không cần biết bạn này giống ai, mà tôi biết bạn này hát không hay. Hát hay. Mình mới vô cá lớn lên cho anh. Bây giờ này nè, mình còn cái kèo lần trước với nhau, anh nhớ không? Kèo lần trước coi như điểm đó, không dính vô. Không, bây giờ mình... đó là câu số 1 rồi đúng không? Giờ cái câu số 7 nè, hai con vịt quay tiêu. Kèo gì nhẹ nhàng quá à. Nếu như mà em thắng thì phá kèo lần trước đi. Trời ơi, anh cũng gần 40 tuổi rồi. Gần 40 tuổi rồi. Cái kèo không có gì xóa, lại lập thêm, lập không có gì xóa. Nhưng mà em nghĩ bạn này hát hay đó. Không hay. Miu tàn ra em. Yeah, trời ơi, Miu ơi. Cảm ơn anh. Em là lần đầu tiên em thắng độ trong chương trình này đúng không? Dạ đúng rồi. Em có coi tập trước Miu chơi không? Ok, sao có, vậy? Không sao khóc dữ vậy? Sao mặt xàm dữ vậy? Tội nghiệp em. Em buồn dữ lắm. Sao buồn? Em đâu có nói. Buồn gì? Là em nghe từ cái dọc đầu tiên. Là em bé sớm quá nó buồn nó khóc. Ủa? Không phải đội em loại, đội bên anh xin loại. Bên đây loại em. Bán cái xịt mũi hay vậy? Em. À. Yeah. Thì đúng rồi, còn thì nó bên em loại, bán còn gì nữa. Ai em đứa, là người duy nhất người ai là bạn ca hay mà làm mặt xàm quá anh chị ta tưởng hề. Dạ tại vì cái lý do cái mặt em xàm là em làm diễn viên. Đó, diễn viên. Diễn viên ở đâu? Dạ em đang theo học trong trường. Năm mấy rồi em? Dạ em năm 3. Không học, trốn học. Không lo học. Không lo học hành. Tới đây làm tôi mất mặt. Trốn đây làm mất mặt thằng anh. Không sao, nhưng mà gỡ gạc lại được hình ảnh của em. Anh biết ngày hôm nay em đến chương trình đó là ba mẹ em căn dặn rất là kỹ. Phải dặn sao? Mở mặt bà con dòng họ. Khoan, bây giờ thế này. Theo luật chơi thì Trường Giang phải đền cho Miu ba con vịt. Đúng. Tôi nhớ là trước đây hình như là Trường Giang với Miu có một cái kèo là Trường Giang muốn ăn gì Miu cũng phải mua đúng không? Từ đây tới cuối đời là cái kèo trước. Và nó không dính đến cái kèo này. Kèo này tôi thua ba con vịt. Đúng không? Là đúng rồi. Cái gì thua là phải chịu. Nhưng mà bữa nay tôi chưa yêu cầu gì. À, hôm nay Trường Giang muốn yêu cầu Miu mua cho mình ăn cái gì? Ba con vịt. Ôi là sao? Cuối cùng là cũng phải mua. Đây, đơn giản thôi. Tôi yêu cầu ban dịch. Để tôi lấy ban dịch, tôi chung cho ban dịch. Em tự chung kèo em. Em tự chung kèo. Dù em là mạnh thường quân của chương trình. Trời ơi, cha mẹ hãnh diện vì em lắm em ơi. Em tới đây cả đoàn. Dạ, dạ, bữa nay ba mẹ nói đó chương trình lấy lại mặt mũi vẫn chưa lấy được. Dạ, kính thưa quý vị khán giả, đây một người chủ nhà hết sức là thân thiết. Đây, một vị chủ nhà mập nhất xô, Trấn Thành. Thưa quý vị, thì mập với ốm mình có thể kiểm soát được. Còn những cái bộ đồ mà hộp cỡ đó thì chúng ta không kiểm soát được. Ô anh, đồ em diêm vúa lắm sao mà xịn nó. Thì em nhìn khắp cái phim trường này đi, quay chiếu nhẹ là một cái loại đồ không nên xuất hiện ở những game show. Dạ vâng. Em ơi, em nghĩ rằng em giới thiệu về chủ nhà Trấn Thành mà em giới thiệu như vậy. Dạ. Nhưng người ta có nhận em về nhà người ta không? Không không, xin thấy vậy chứ là xin một người rất là không để bụng anh hiểu không? Không đâu em, không đâu nha. Nè. Có hả? Chính vì để bụng cho nên cái bụng mới bự. Nè không đó. Cho nên bây giờ nè, dùng những cái lời hoa mỹ tốt đẹp giới thiệu về chủ nhà bên đây xem. Và tiếp theo một người mà Thư hết sức là yêu mến, một người anh hết sức là khó tính đối với Nam Thư, đó chính là anh Trương Giang. Sao em lạnh nhạt với cái lời giới thiệu của Nam Thư quá vậy? Không, em bình thường. Nhưng mà em đang vẫn còn nghĩ về chuyện của Thành là em nghĩ là mập hay ốm nó không quan trọng bằng việc sống hạnh phúc. Và Thành đang sống rất hạnh phúc. Thì điều đó là nó lớn hơn tất cả mọi thứ. Được lời như cởi tấm lòng, lát về nhà ăn nữa nè. Chỉ có những cái người mà đang sống hạnh phúc mới thấy được người ta đang sống hạnh phúc. Trường gia cũng đang sống hạnh phúc. Với những người không hạnh phúc, luôn luôn soi mói người ta, chúng ta sẽ thấy được họ chưa hạnh phúc.
không sao, vì chúng tôi vẫn hạnh phúc, nó không quan tâm đến những người chưa hạnh phúc. Gì vậy Thư? Gì mà gào thét kiểu vậy? Hồi nãy là em ra chung với anh đúng không? Thì bây giờ em xuống đó em đứng chung với anh lần nữa được không? Chi vậy? Không, em nghĩ là mình phải làm cho tròn trách nhiệm, chừng nào bắt đầu xôi thì thôi. Ok, đứng bên đây. Nè, thì đứng kế bên anh. Trời, đúng không? Sao đứng mà kế bên thằng em tôi mà nó hàng học cái con này. Sao vậy em? Trúc Nhân dễ thương mà hát hay đẹp trai mà em làm gì vậy? Đó, anh thấy thái độ của em với Trúc Nhân rồi đó. Thật ra thì em cũng không thích Trúc Nhân lắm. Cái áo này ai mua cho em mà thấy ghê vậy chứ? Cái gì áo gì mà te tua vậy? Anh. Ủa áo này. Cái áo tôi có lỡ đi Thái, tôi có lỡ tặng cho con nhỏ đó. Thư, bữa nay em nói cái gì cũng sai hết nha Thư nha. Em sợ quá, em nhức đầu quá. Em ok không em? Em ok, em hơi đau. Cái gì vậy? Say sẩm hả Thư? Em say sẩm hả? Em Trúc Nhân đè xuống mắt gió giùm anh coi. Trời sao nó thiệt cũng tán con rớt hộp với cái đầm xuống ghê vậy thiệt. Giả tạo dễ sợ luôn thiệt á. Thấy trai nào đẹp là tự nhiên say sẩm nghe mà vậy đó. Mà thấy ông Hiếu nó không có muốn nhìn luôn á. Tại vì gu Hiếu phải là dạng này. Không phải dạng này được, sao mà bồ bập như được. Em cứ ngã một lần nữa đi. Chị ngã em lên đó, chị ngã em lên. Hiếu dễ thương quá à. Tí xíu nữa tôi tư vấn nha. Khi mình chọn đội để về á thì Thành là một người trong cái show này hết sức là hoạt bát, dễ thương, đáng yêu, đúng không? Trời ơi, rất là nhiệt tình với khách mời chơi. Trời ơi, thưa quý vị, Trấn Thành chỉ là phương tiện để Thư đã tính. Chỉ là phương tiện ông thôi. Ông phủi quá chứ phủi. Nên về đội anh Thành, trong hậu trường Hiếu cũng chia sẻ rồi. Tức là Hiếu gặp anh Thành rồi thì về nói chuyện dễ dàng hơn, hiểu không? Cứ về đó, Thư ngồi sẵn đợi Hiếu. Ủa em mới nghe là mà Trấn Thành tặng em áo này thiệt hả? Dạ, anh mua cho em. Em hài lòng không? Thấy chưa? Mọi người có cái vấn đề gì về quà tặng của tôi hả? Em có nhớ luôn. Các bạn nghĩ sao về cái áo này? Ok, áo này của Trấn Thành tặng. Em ơi, áo này ai tặng em? Stylist tặng cho Hiếu. Stylist tặng cho em. Ok, đẹp lắm nha em, đẹp lắm. Lần đầu tiên đến với chương trình này, bây giờ em muốn về đội của ai đây? Đi theo ai à? Mọi người, Nam Thư á. Wow, sợ là năm chị Nam không Thư biết chọn ai vậy, đi về chìm tất cả mọi người luôn đấy. Không sao đâu em thích ở đâu, em cảm giác rằng em ngồi đâu an toàn thì em cứ về tất cả mọi người nó mới ghê chứ. Anh Nghĩa, anh làm cái hành động gì vậy? Thế nghĩ là thì Hiếu sẽ Hiếu muốn về anh Trấn Thành, tại vì là hai chúng mình có qua làm việc với nhau rồi. Và anh Trấn cái Thành hiểu cái ngôn ngữ của Hiếu. Ngôn ngữ của Hiếu không hề dễ đâu. Khoan. Tức là Hiếu nói rằng là Thành có thể hiểu được Hiếu nói cái gì. Khoan. Hiếu ơi, em không có ý định là cho khán giả truyền hình hiểu em nói cái gì hả? Tiếng Việt của em hơi là bập đấy. Không, tiếng Việt em rất là giỏi đó. Ok không anh? Ok. Ok, vậy thì em về đội nào. Thế thì Hiếu thoải mái thật sự. Hiếu okay. Thoải mái. Không nghe đúng không? Rồi, mời em về đội Trường Giang. Trời ơi. Về Trấn Thành. Ngăn cách một mối tình. Ngăn cách mối tình. Bom, chị nghĩ là mình sống mình phải biết điều. Thôi, đi. Qua bển anh Thành đâu có nhận em đâu. Được, Thành ơi. Thôi vì em rút. Kêu tôi đi. Thành ơi. Hả? Dân, nãy em định nói gì? Thôi, nhường cho em đi. Được rồi, bước qua. À, Hiếu là anh em mình có nhớ là hồi có đi Đài Loan gì với nhau rồi. Chị nha, em về đội mình. Mấy cái game mà cũng có gặp nhau mà chưa làm việc kỹ. Còn anh cái anh đi Đài Loan đó không có em đúng không? Đúng rồi, dạ. Anh với Trúc Nhân á thì thân hơn. Vâng. Em có thể nhường cho Nhân qua đi ngồi được không? Được, ok. Anh chào
mà anh Thành có nhận Hiếu không? Mà em nói chưa hết câu, Hiếu có thể nhường cho Nhân. Vâng, 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 vâng. Cái đó là cái gì với ông Giang? Sao anh? Ông bà tới đó là bỏ của kẻ lấy người. Đúng rồi. Và bây giờ mình nè, Lập với Thư đã từng tham gia chương trình một lần rồi, giờ quay trở lại thấy làm sao? Em thấy là em hết sức là hồi hộp. Bởi vì không biết là em sẽ về đội của ai. Mà em nghĩ là sau khi tham gia chương trình, coi lại nhiều chương trình thì em rút ra được một cái kinh nghiệm là dù gì khách mời tới đây vẫn nằm kèo trên. Giờ không có khách mời, giờ hai chủ nhà ngồi với ai? Đúng rồi. Đúng rồi, giờ mình về đâu quay được không chị? Cái gì vậy? Nó nghe là thôi. Nó nghe là thôi, thôi đừng làm vậy, đừng làm vậy. Đừng làm vậy, tội nghiệp chủ nhà của anh lắm nha. Tại sao lại là kèo trên? Trong khi ở đây Trường Giang còn chưa nói Trường Giang có muốn nhận bạn về hay không? Hãy nhìn Trường Giang đi. Hai nghệ sĩ khách mời hôm nay là tôi thấy thua đó. Thì bởi trong chương trình này chỉ có không có ca sĩ mới không hát được thôi. Đúng. Nhưng mà không có ca sĩ cũng được. Hai đứa mình tự hát luôn. Đúng. Không, không. Trời ơi, gan quá. Đúng không? Trời ơi, chết rồi. Tôi anh có bài riêng. Chương trình này quan trọng nhất là những bạn thí sinh bí ẩn đứng trên kia thôi. Đúng. Không có MC cũng được. Cái gì vậy? Cất anh luôn. Thôi đi về. Ba đứa mình đi về luôn đi. Thôi được rồi, để cho biên tập với lại thí sinh tự chơi nha. Khoan, khoan. Hồi nãy Trấn Xin nói là Trấn Xin có bài riêng. Bài gì? Cánh hồng phai hả? Không có bài, hát hoài. Đi chương trình nào cũng hát. Hát hoài, cánh hồng phai. Phai, 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 phai hoài. Phai, cái cánh hồng của nó phai mất màu luôn. Đúng. Mà vẫn còn hay hát. Hay quá, hay quá. Vậy Thư rồi, Thư nói hay quá, tuyệt vời. Em không cho nói luôn. Từ bao giờ khán giả lại ồn hơn cả người chơi? Đâu có, nãy giờ em giật dây nó chứ. Ô, tuyệt vời. Anh nghĩ là bây giờ Thư là không có cửa về đội Trấn Thành rồi đó. Lập thì cũng không có cửa về bên đó luôn đâu em ơi. Đâu, cuộc sống em hùa lắm, em hùa thôi. Thí dụ ai tốt em thì em tốt với họ thôi đó, em chứ hùa. Bây giờ em hùa, Trấn Thành em hùa sao thử coi. Anh Thành là một người rất là giỏi giang và nói chung rất là duyên dáng, đẹp trai nữa. Tham gia chương trình lúc nào anh cũng thắng hết. Bán con xạo ra bây giờ. Xạo thử là mới là sách động phong trào nè. Thôi em vỗ tay cho chương trình thêm sách đời, thêm thêm rôm rã đó mọi người. Dùng tiếng vỗ tay nó lấp miệng mọi người để trơn trọi vậy đó. Thư ơi, anh nghĩ là sáng suốt nhất em về với đội Trường Giang nha. Anh Giang, ý anh sao? Anh cũng chỉ là người làm công ăn lương. Hồi nãy có người ta nói người ta quan trọng lắm. Đúng. Rồi người ta cất hai đứa mình. Hai đứa mình như những cục thịt thừa. Đúng. Ôi, cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh. Không không, hồi nãy là dạng như là lúc đó là em đang bị đau cái chân đó. Hiện tại em đang bị chặt đau chân. Đau cái chân nhưng phải là hư cái não. Đi về đi, ngồi đi, nhanh. Em về nè Giang. Thôi mình Lập về với Trấn Thành. Yeah.